Chào các bạn, mình đang ở gian hàng của Motorola và mình đang có một chiếc điện thoại là Motorola Lux và một cái nữa là Motorola Delphi Mini. Nhưng mình sẽ nói về nó sau, chúng ta nói về cái Lux này trước bởi vì nó là cái điện thoại đẹp hơn rất là nhiều. Cái Motorola Lux có thiết kế gần giống như là một cái máy ROG đời đầu chứ không phải là cái máy RX hay là các máy sau này. Thì cái máy này có thiết kế rất là gọn gàng, cái khung viền màn hình nhỏ và cái diện tích 4 inch. Với một cái máy 4 inch thì cái kích cỡ của nó không lớn lắm, rất là dễ và vừa tay. Thực tế thì mình lấy một cái điện thoại 3.5 inch ra để so thì bạn thấy là kích cỡ của nó gần như giống hệt nhau, thực chất là bằng nhau luôn, không hơn là bao nhiêu, không chênh bao nhiêu hết. Các bạn thấy Motorola rất là cố gắng để tạo ra những cái sản phẩm nhỏ gọn như thế này. Ở mặt trước mình có một cái màn hình 4 inch, độ phân giải 480x854, bởi vì đây là một cái sản phẩm trung cấp và nó là cái máy quốc tế nên nhiều khả năng nó cũng sẽ được bán ở thị trường Việt Nam. Chúng ta có loa thoại, có camera phụ ở đây và 4 cái nút, đầy đủ các cái nút của Android, nút menu, nút home, nút back và nút tìm kiếm. Và đây mình có thêm một cái loa được thiết kế khá là đẹp. Đây là cạnh bên phải, chúng ta có nút chụp hình riêng và hai phím tăng giảm âm lượng. Trong khi đó thì cái cổng tai nghe và phím nguồn thì nằm trên đỉnh. Ở bên này chúng ta chỉ có cổng micro SD, micro USB. Micro thoại nằm ở phía dưới và loa. Đây là mặt sau của Motorola Lux thì nó đã bị che đi rồi nên chúng ta khó mà thấy được. Nhưng mà bạn thấy là cái camera bằng kim loại vẫn rất là đẹp. Và cái phần loa trang trí ở dưới này nữa, mình không thể mở nó ra cho các bạn xem. Cái chiếc Motorola Lux này thì nó chỉ dùng vi xử lý 800MHz thôi, khá thấp so với những cái điện thoại hiện đại ở thời điểm hiện tại. Và nó dùng Android 2.3.7 trên máy XT615. Tạm bỏ qua Lux thì chúng ta đến một cái máy nữa là Delphi Mini. Đây là cái phiên bản nhỏ gọn hơn của cái Delphi và Delphi 2. Tuy nhiên cùng với cái việc cắt giảm màn hình xuống còn 3.2 inch từ 3.7 inch trước đó thì cái máy này cũng bị cắt giảm vi xử lý còn có 600MHz thôi. Do vậy mà trong các quá trình hoạt động thì mình thấy nó khá là chậm, rất là hay bị lag. Rất buồn vì Motorola đã thực hiện cái hành động này. Delphi thì có kích cỡ nhỏ hơn rất là nhiều so với cái màn hình 3.7 inch. Nhưng mà cái Delphi Mini này mặc dù 3.2 nhưng mà nó lại khá là lớn. Dù vậy thì nó vẫn sở hữu những cái gioăng cao su để chống bụi, chống nước như là đàn anh Delphi, mặc dù có cái dải loa trang trí ở dưới này. Ở trên đỉnh thì mình có cái tai nghe, tai cắm tai nghe, cái công tắc nút nguồn, hai phím tăng giảm âm lượng và phím chụp hình ở đây. Bên này thì có cổng micro USB để sạc. Và đằng sau thì thiết kế y hệt như là Delphi, chúng ta cũng có camera, có flash và cái công tắc gạt ở dưới này để mở nắp ra chống nước. Rồi, cảm ơn các bạn.